Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 41. Đoạn, người đem ta vào trong đền thờ và người đo các cột ở đó. Các cột có 6 cu đê bề ngang về bên này và 6 cu đê về bên kia, cũng bằng bề ngang của đền tạm thuở xưa vậy. Bề ngang của cửa vào là 10 cu đê, 5 cu đê bên này, 5 cu đê bên kia. Người đo bề dài 40 cu đê và bề ngang 20 cu đê. Người vào bên trong đo các cột chỗ cửa vào 2 cu đê, bề cao của cửa 6 cu đê, bề ngang của cửa 7 cu đê. Người đo phía trong cùng bề dài 20 cu đê, bề ngang 20 cu đê và bảo ta rằng chính là chỗ rất thánh đây. Rồi người đo tường nhà 6 cu đê, bề ngang của những phòng bên hông khắp chung quanh nhà 4 cu đê. Những phòng bên hông có 3 tầng, mỗi tầng 30 phòng. Những phòng ấy giáp với một cái tường xây chung quanh nhà, khá dựa vào đó mà không gác lên trên tường nhà. Nhà cầu càng cao càng rộng, vì tường chung quanh nhà càng cao càng hẹp, cho nên nhà cũng càng cao càng rộng. Người ta đi lên từ tầng dưới đến tầng trên do tầng giữa. Ta thấy cả cái nhà nằm trên một cái nền cao trọn một cần, nghĩa là 6 cu đê lớn. Nền của các phòng bên hông cũng vậy. Bề dài của tường ngoài về các phòng bên hông là 5 cu đê. Cái tường ấy lò ra bởi nền của nhà bên hông nhà. Khoảng trống ở giữa các phòng bên hông nhà và các phòng khác rộng là 20 cu đê khắp chung quanh nhà. Những cửa của các phòng bên hông mở ra nơi đất không, một lối vào ở phía bắc, một lối phía nam, và bề ngang của chỗ đó đều là 5 cu đê. Cái nhà ở về trước khoảng đất biệt riêng hướng tây rộng là 70 cu đê, tường bao quanh nhà ấy dài 5 cu đê, dài 90 cu đê. Đoạn người đo nhà dài 100 cu đê, khoảng đất biệt riêng nhà và các tường cũng dài 100 cu đê. Bề ngang của mặt nhà với khoảng đất biệt riêng về phía đông là 100 cu đê. Kế đó, người đo bề dài của cái nhà ở trước mặt khoảng đất biệt riêng trên chỗ đằng sau và các nhà cầu của mỗi bên lại là 100 cu đê. Đền thờ về phía trong, các nhà ngoài của hành lang, các ngạch cửa, các cửa sổ chấn song, các nhà cầu chung quanh cùng 3 tầng phía trước các ngạch cửa, thảy đều lợp lá mái bằng ván. Từ đất đến các cửa sổ đều đóng lại. Trên cửa, bên trong và bên ngoài đền thờ, khắp tường chung quanh, bề trong và bề ngoài đều có đo cả. Người ta đã chạm những cherubim và những hình cây kè. Một hình cây kè ở giữa hai cherubim, mỗi cheru có 2 mặt. Một mặt người ta xây bên này hướng về hình cây kè, một mặt sư tử tơ xây bên kia hướng về hình cây kè. Khắp cả nhà đều chạm như vậy. Từ đất đến trên cửa có những cherubim và những cây kè chạm. Trên tường đền thờ cũng vậy. Khuôn cửa của đền thờ hình vuông và mặt trước của nơi thánh cũng đồng một hình như hình trước của đền thờ. Cái bàn thờ thì bằng gỗ, cao 3 cu đê, dài 2 cu đê. Những góc, mặt và những cạnh của bàn thờ đều bằng gỗ. Người ấy bảo ta rằng, này là cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Đền thờ và nơi thánh có 2 cửa, mỗi cửa có 2 cánh khép lại được. Cửa này 2 cánh, cửa kia 2 cánh. Có những cherubim và những cây kè chạm trên cửa đền thờ cũng như trên tường. Trên phía trước nhà ngoài về phía ngoài có ngạch cửa bằng gỗ. Cũng có những cửa sổ chấn song,
những hình cây kè ở bên này bên kia, nơi bốn phía ngoài, nơi các phòng bên hông đền và nơi ngạch cửa. Chương 42. Đoạn người dắt ta vào hành lang ngoài về phía bắc và đem ta vào trong cái phòng ở trước mặt khoảng đất biệt riêng đối với nhà hướng bắc. Trên trước mặt là nơi có cửa vào về phía bắc. Những phòng ấy choán bề dài 100 cu đê, bề ngang 50 cu đê. Các phòng đối nhau trên một bề dài 20 cu đê nơi hành lang trong, đối với nền lót đá của hành lang ngoài. Tại đó có những nhà cầu 3 tầng. Phía trước các phòng có đường đi rộng 10 cu đê, và phía trong có một con đường rộng 1 cu đê. Những cửa phòng đều xây về phía bắc. Những phòng trên hẹp hơn những phòng dưới và những phòng giữa, vì các nhà cầu choán chỗ của những phòng trên. Có 3 tầng, song không có cột như cột của hành lang, cho nên những phòng trên và những phòng giữa hẹp hơn những phòng dưới. Bức tường ngoài đi dọc theo các phòng về hướng hành lang ngoài, trước mặt các phòng có 50 cu đê bề dài. Vì bề dài của các phòng trong hành lang ngoài là 50 cu đê, còn về trước mặt đền thờ thì có 100 cu đê. Dưới các phòng ấy về phía đông có một cửa vào cho những người từ hành lang ngoài mà đến. Cũng có những phòng trên bề ngang tường hành lang về phía đông, ngay trước mặt khoảng đất biệt riêng và nhà. Có một con đường trước các phòng ấy, cũng như trước các phòng phía bắc. Hết thảy các phòng ấy bề dài bề ngang bằng nhau, đường ra lối vào và hình thế cũng giống nhau. Các cửa phòng phía nam cũng đồng như vậy. Nơi vào con đường, trước mặt tường phía đông đối ngay, có một cái cửa, người ta vào bởi đó. Bây giờ người bảo ta rằng, các phòng phía bắc và các phòng phía nam, ngay trước khoảng đất biệt riêng, là những phòng thánh, là nơi các thầy tế lễ gần Đức Giê-hô-va ăn những vật rất thánh. Các thầy ấy sẽ để đó những vật rất thánh của lễ chay, của lễ chuộc sự mắc lỗi và của lễ chuộc tội, vì nơi đó là thánh. Khi các thầy tế lễ đã vào đó rồi, không cởi tại đó những áo mình mặc mà hầu việc, thì không được từ nơi thánh ra đặng đi đến nơi hành lang ngoài nữa, vì những áo ấy là thánh. Các thầy ấy phải thay áo khác đặng đến gần nơi dân sự. Sau khi đã đo phía trong nhà xong rồi, người đem ta ra bởi hiên cửa phía đông, rồi người đo quanh vòng tròn. Người dùng cần đo phía đông có 500 cần, người đo phía bắc bằng cái cần dùng để đo có 500 cần, người đo phía nam bằng cái cần dùng để đo có 500 cần, người trở qua phía tây đặng đo có 500 cần. Người đo bốn phía tường bao chung quanh nhà, bề dài là 500 cần, bề rộng là 500. Tường này dùng để phân biệt nơi thánh với nơi tục. Chương 43. Rồi người dắt ta vào hiên cửa, tức là hiên cửa phía đông. Ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Israel từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì vinh quang Ngài. Sự hiện thấy mà ta thấy bấy giờ giống như sự hiện thấy đã hiện ra cho ta khi ta đến đặng hủy diệt thành này. Ấy là những sự hiện thấy giống như sự hiện thấy mà ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba, và ta sấp mặt xuống. Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông. Thần cất ta lên và đem ta vào nơi hành lang trong, và này vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy nhà. Ta nghe có ai nói với ta từ trong nhà, có một người đứng gần bên ta. Người nói cùng ta rằng, hỡi con người, đây là nơi đặt ngai ta, là nơi để bằng chân ta. Tại đây ta sẽ ở đời đời giữa con cái Israel. Từ nay về sau, không cứ là nhà Israel, là các vua nó, cũng sẽ không phạm đến danh thánh ta nữa, bởi sự hành dâm chúng nó và bởi những xác chết của các vua chúng nó trên các nơi cao. Vì chúng nó đã đặt ngạch cửa của nơi thánh mình gần ngạch cửa ta, đặt trụ cửa của mình gần trụ cửa ta, cho đến nỗi giữa ta và chúng nó chỉ có cái tường mà thôi. Ấy vậy,
chúng nó đã làm ô uế danh thánh ta bởi những sự gớm ghiếc mà chúng nó đã phạm, nên ta giận mà tuyệt diệt chúng nó đi. Bây giờ, chúng nó khá bỏ sự hành dâm mình và những xác chết của vua mình cách xa ta, thì ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Hỡi con người, khá cho nhà Israel biết nhà này, hầu cho chúng nó xấu hổ về tội lỗi mình. Chúng nó khá đo theo kiểu nó. Khi chúng nó hổ thẹn về mọi điều mình đã làm, ngươi khá dơ hình nhà này ra cho chúng nó, là những hình thế, đường ra, lối vào, hết thảy các hình trạng, hết thảy những mạng lệnh nó, hình nó và hết thảy lệ luật nó. Hãy viết mà tả ra mọi điều đó trước mặt chúng nó, hầu cho chúng nó giữ lấy cả hình nó và cả lệ luật nó để làm theo. Này là luật của nhà. Cả châu vi nó ở trên chót núi là nơi rất thánh. Ấy là luật của nhà như vậy. Này là mực thước của bàn thờ, bằng cu đê, mà mỗi cu đê dài hơn cu đê thường một gang tay. Cái nền cao một cu đê và rộng một cu đê. Cái lợi vòng quanh theo nó cao một gang. Đó là cái đế bàn thờ. Từ cái nền ngang mặt đất cho đến cái khuôn dưới có hai cu đê, với cái lợi một cu đê. Từ khuôn nhỏ cho đến khuôn lớn là bốn cu đê, với cái lợi một cu đê. Mặt bàn thờ có bốn cu đê, và từ mặt bàn thờ mọc lên bốn cái sừng. Mặt bàn thờ có 12 cu đê bề dài và 12 cu đê bề ngang, sẽ là vuông. Khuôn giữa hoặc bề dài hoặc bề ngang, bốn phía, mỗi phía đều có 14 cu đê. Có một cái lợi chung quanh, nửa cu đê, và một cái nền, một cu đê. Những cấp của nó sẽ xây về phía đông. Người nói cùng ta rằng, hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này là các luật về bàn thờ. Vừa ngày nó đã được xây xong, đặng người ta có thể dâng của lễ thiêu và làm lễ rưới huyết trên đó. Chúa Giê-hô-va phán, các thầy tế lễ họ Lê-vi về dòng Sa-đốc đến gần ta đặng hầu việc ta. Ngươi khá cho họ một con bò đực tơ đặng họ làm lễ chuộc tội. Ngươi khá lấy huyết nó bôi trên bốn sừng bàn thờ và bốn góc khuôn và trên lợi vòng theo, đặng làm sạch bàn thờ và làm lễ chuộc tội cho nó. Ngươi khá đem con bò đực dâng làm lễ chuộc tội mà đốt đi trong nơi định sẵn của nhà, ở ngoài nơi thánh. Ngày thứ hai, ngươi khá dâng một con dê đực không tỳ vít vì lễ chuộc tội, vì sự làm sạch bàn thờ, như đã dùng bò đực mà làm sạch vậy. Khi ngươi đã xong sự làm sạch, thì khá dâng một con bò đực tơ không tỳ vít và một con chiên đực không tỳ vít bắt ra từ trong bầy. Ngươi sẽ đem hai vật đó gần trước mặt Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ rưới muối lên và dâng làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Thẳng 7 ngày, mỗi ngày, ngươi khá sắm một con dê đực để làm lễ chuộc tội và sắm một con bò đực tơ, một con chiên đực không tỳ vít bắt ra từ trong bầy. Thẳng 7 ngày, phải làm lễ chuộc tội cho bàn thờ, phải làm sạch nó, biệt nó riêng ra thánh. Sau những ngày ấy qua rồi, từ ngày thứ 8 trở đi, khi các thầy tế lễ sẽ dâng của lễ thiêu và của lễ thụ ân của các ngươi trên bàn thờ ấy, thì ta sẽ nhậm cho. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 17. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó và có tiếng từ trong mây phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Giê-xu lại gần
rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ở trên núi xuống thì Ngài ra lệnh cấm rằng: Sự các người đã thấy chớ thuật lại cùng ai cho đến khi Con Người từ kẻ chết sống lại. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Eli phải đến trước? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật, Eli phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Eli đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít. Khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giê-xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế. Xong le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với người. Chương 18. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cuột tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta
là đấng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thế ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại, nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Thi Thiên 99. Đức Giê-hô-va cai trị, các dân hãy run sợ. Ngài ngự trên các cherubim, trái đất khá rung động. Tại Si-ôn Đức Giê-hô-va lớn thay, Ngài cao hơn hết thảy các dân. Nguyện chúng ngợi khen danh rất lớn đáng sợ của Chúa, Ngài là thánh. Vua có quyền năng, cũng yêu mến sự công bình. Ngài lập vững bền sự ngay thẳng, thi hành sự đoán xét và sự công bình trong Gia-cốp. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trước bệ chân Ngài. Ngài là thánh. Trong vòng các thầy tế lễ Ngài có Môi-se và A-rôn. Trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mô-ên. Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lại cho. Ngài ở trong trụ mây phán với họ. Họ giữ các chứng cớ Ngài và luật lệ mà Ngài ban cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ. Chúa là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, dẫu Chúa báo trả công việc của họ. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trên núi thánh Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết
Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài? Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.